Cướp dâu tập 19, tôi và gia mỹ nữ ở trọ. Cái tên lão hùng này không thể giết hai cái tên trộm này, vậy tần già sẽ mất hết tài diện. Nói đúng đấy, vậy nên các quân hãy bảo vệ, cùng bảo vệ danh dự của nhà họ Tần đi. Tiêu rồi, các trưởng lão của nhà họ Tần cũng ra tay rồi, cho dù là Bách Biến Diêm Vương cũng không sẽ bất lực. Cảm ơn mày đã tặng cái mạng quý giá của vợ già hóa kinh bát trùng thiền cho hồng lỡ của con trai tao nhé. Tên mật gì như ông mà cũng dám nói hôn lỡ vốn dĩ là do cha của ông Tần Thiên Ân và ông chủ nhà họ Hạ hái dường đính hôn cho hai đứa trẻ. Người mà Hạ Phi Huyền phải cưới là con trai của đại ca Tần Vô Lượng của ông. Đây là việc nhà của tao, không đến lượt người ngoài như mày xem mồm vào. Tần Duy Diên, ông sợ tôi nói ra chuyện tồi tệ gì à? Muốn xem hắn nói cái gì? Ở đây, ai cũng biết anh tao đã quá đời từ lâu. Con trai cũng không biết là sống chết thế nào. Vì tư cách là tộc trưởng của nhà họ Tần, thì tao đỡ cho nhà họ Hạ và nhà họ Tần kết tông già với nhau thì có gì sai? Tốt, ông dám thừa nhận là anh trai của ông có một đứa con trai là được rồi. Và chàng trai này tên là Tần Nhược, cha của cô ấy chính là Tần Vô Vi, mạnh hữu nhà họ Tần Oai Phùng nằm đó. Con trai của Tần Vô Vi? Tần Nhược? Cái gì? Muốn mình giả làm con cháu của nhà họ Tần, xem ra hắn cũng đánh không lại. Muốn dùng chiêu này lừa gạt bọn chúng à? Mình ngon ngọn phối hợp diễn kịch thôi. Bất biến diện vô, ông có chứng cứ chứng minh cậu ta là con trai của Tần Vô Vi không? Dĩ nhiên là co rồi, các người mở to mắt mà nhìn cho rỉ kỹ đi. Đầu xôi lụa, chẳng lẽ đây chính là hình xăm giá trị cái nhà họ Tần sao? Nói như vậy thì người anh em của tụi đúng là con trai của Tần Vô Vi. Đúng là hình xăm đầu xôi lụa đầy. Không thế nào, đây là giá. Nghi sức, rốt cuộc là mày lấy đầu ra hình xăm giá trị của nhà họ Tần mộ tao. Nếu như không, thì hôm nay mày khóc nhân tụi. Tao sẽ tung trưởng đến chích mày. Muốn diệt khẩu à? Quả nhiên là ông chục giả. Tôi lý thông phận chủ nhà ra lệnh cho các trường lão nhà họ Tần dốc toàn lực giết hai tên này. Tuân lệnh. Anh à, chúng ta không thể chống lại lệnh của chủ nhà. Nếu không, mày chui từ đâu ra gì hả? Con muốn giả làm con cháu của nhà họ Tần táo. Lại thân phận còn đáng nghi, không tìm thêm chứng cứ đã vội vã giết người rồi, hành vi khó coi quá rồi đấy. Cầu Lộn đã ra tay rồi, nhà họ Lộn là muốn dúng tay vào cuộc tranh chấp của nhà họ Tần ư? Chuyện lớn rồi đây. Lộn vô đạo, người đến là khách, nhà họ Tần tôi không muốn tức lợi với cậu, cậu cũng đừng có lo chuyện báo động. Những gì tôi làm không đại diện cho nhà họ Lộn, chỉ là hành vi cá nhân của tôi mà thôi. Tốt, xem ra con cháu nhà họ Lộng cũng có khí phách. Tần Vô Duyên, ông dám đắc tội với nhà họ Lộng không? Cảm ơn Lộng. Đừng hiểu sai ý, tôi và cậu đã thỏa thuận 3 năm sau lấy số tài vi nhau. Để cho cậu thua tâm phục khẩu phục thì tôi không muốn cậu chết sớm đâu. Dù là lý do gì, tôi cũng xin nhớ ơn anh. Cái gì đã thấy chùa, không phải là nhà họ Tần tôi muốn gây xích mích với nhà họ Lộng. Mà nếu như hôm nay Long Vô Đạo không may bị thương, thì nhà họ Tần chúng tôi sẽ đứng nhận lỗi với nhà họ Long. Đào kiếm không có mắt, xin cái gì tính ra, để chúng tôi xử lý xong chuyện hôm nay rồi tính tiếp. Tần Vô Diện đã điên rồi, phải tìm người có thể ác cho hắn mới được. Con cháu nhà họ Tần cùng tôi diệt chúng. Hay Tần Nhật, nói như hình xăm trên người cậu là thật, vậy thì đừng có ra tay với tôi. Nếu như ông tin tôi thì khiến Tần Vô Duyên nói ra sự thật đi. Cậu chỉ thừa trước thì tôi đảm bảo cậu sẽ không sao. Ai tin ông chứ? Lão tử, ông không thấy nghe mệnh lệnh của tôi hả? Chứ từ tránh ra đi, để tôi xử lý tên súc sinh này. Sư đệ, đoàn tấn công bình thường như vậy mà cũng không tránh được. Tần Nhân bị thương nặng quá rồi. Chết đi. Đoàn kiếm thủ của nhà họ Lộng quả nhiên lợi hại, chính là dùng tay không mà bẻ gãy kiếm của Tần Phong.
đó cũng không phải là nhân vật tầm thường. Lầu Vô Đạo, cậu muốn đối đầu với nhà họ Tần tôi thật à? Nhiều lần nhúng tay vào việc nhà của tôi, rốt cuộc là cậu có ý gì? Chuyện nhà là gì chứ? Rõ ràng là chuyện xấu. Các người không dám chứng minh hình xăm của tôi, không dám để đại sư Huỳnh nói ra nguyên nhân, không dám cho tôi một lời giải thích hợp trước mặt mọi người đây, là cách làm mà nhà họ Tần các người à? Nếu như nhà họ Tần hèn hạ vô sĩ như vậy, tôi khinh thường làm con cháu của các người. Không làm như nhà họ Tần thì cũng được. Có làm hay không, không phải do cậu quyết định. Họ tiêu rồi. Sao ông ra đi? Lão Tổ. Không phải Lão Tổ, nhà họ Tần đang bế quan tu luyện ư? Sao đột nhiên lại xuất quan rồi? Ngô à, nhất định là mày nghe nói con cháu mất tích nhiều năm đã xuất hiện. Lần này có kịch hay để xem rồi. Tình hình Lão Tổ thất thường lắm, bị ông ấy nghe thấy thì cậu chết chắc đi. Lão Tổ, sao người lại xuất quan? Tôi không tới thì cậu định giải quyết chuyện hôm nay thế nào? À, lão quỷ với sức quan đã động tay động chân với cậu ấy, không sợ cậu ấy nói ông biến thái ư? Cút! Sao quýnh? Ôi, nếu như tôi không biết lái lịch của cậu thì lúc này cậu đã chết rồi. Không sai được, hình xăm đầu suối lửa này đã hơn 20 năm rồi tôi chưa từng thấy nó. Lão Tổ, nói như vậy thì ông nghĩ Tần Nhược chính là con cháu của nhà họ Tần. Ông cố à, tên này không phải là người nhà họ Tần, án giả mạo. Đồng đi, Lão Tổ phải cẩn thận. Nói bậy, chẳng lẽ tôi không nhận ra được suối lửa mà năm đó tôi tự tay xâm lên? À, Lão Tổ bất giận. Vô mình, cậu đây xem, hình xăm huyết lan nhà họ Tần thì ta có thể bị làm giả hay không? Con cháu nhà họ Tần đều biết, trong vòng một tháng sau khi sinh ra thì Lão Tổ sẽ tự tay xăm lên hình xăm đặc thù. Hình xăm kết hợp với cổ chuyển dị thừa huyết của nhà ta, khi tu luyện thì sẽ có hiệu quả gấp đôi. Chỉ còn sử dụng cổ chuyển dị thừa huyết thì ngọn lửa trên trán suối, lửa sẽ đó rực lên, tựa như là một ngọn lửa thực thụ, do đó hoàn toàn không thể có khả năng làm giả. Là thật thì không thể giả được. Nếu đã có thể kiểm tra, vậy thì còn gì phải chém giết lẫn nhau chứ? Hôn lỡ ôm đẹp thế này thì đừng có làm rối tung lên. Mọi người đều có mặt thì vừa lúc làm nhân chứng, nên như không ngại thì dùng cổ chiến gì tới quyết kiểm tra đi. Ừ, vậy thì kiểm tra đi. Ở cổ chiến giờ tới quyết cái gì chứ tôi không biết. Tần Phong, cậu dạy công pháp cơ chiến gì tự quyết cho Tần Nhược để cô ấy dùng thử. Hả? Ơ con. Lần này lại có trò vui xem rồi. Chỉ còn Tần Nhược có thể chứng minh mình là cháu đích tôn của nhà họ Trần, vậy thì theo giao hạn của năm đó thì cô ấy sẽ kết hôn với Hạ Phi Uyên. Đúng là duyên trời định. Đây là nhân duyên mà ông trời tác hợp mà. Phá hủy hôn lỡ, còn cướp đi vị trí cháu đích tôn, cướp vợ của mình, khốn kiếp mà. Tớ nhất định sẽ bấm thân mày, Tần Nhược. À được được, xin nghe theo Lão Tổ chỉ bảo. Hiện tại Tần Nhược bị thương, vô ảnh. Ông dẫn nó xuống dưới uống thuốc trị thương, sau đó thì bắt đầu kiểm tra. À được được, thưa các vị khách quý, nếu như các vị muốn kiểm chứng chuyện trọng đại của nhà họ Tần tôi, xin các vị chờ trong giây lát. Rốt cuộc Tần Nhược có phải là con cháu nhà họ Tần hay không, thì lát nữa mọi người sẽ cùng kiểm chứng. Sao tên này đột nhiên lại thay đổi thái độ rồi? Chà, cho có thể dạy cho hắn cỡ chuyện về thiệt quyết chứ? Con mô đến tàn thư cát giấu cỡ chuyện về thiệt quyết gốc đi. Hả? Sao ấp phải nói sao với Tần Nhược? Đồ ngu, sao con còn chưa hiểu gì? Giấu đi bản gốc thì chúng ta mới có thể chuẩn bị bán sao cho hắn. Đến lúc đó thì bên trên có viết vờ cỡ chuyện về thiệt quyết hay không thì không ai có thể biết được. Hả? Vậy Lão Tổ có phát hiện hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Cha rất rõ về sức khỏe của Lão Tổ, ông ta già cả mắt mờ từ lâu rồi, sao có thể kiểm tra được bản sao là thật hay là giả? Nhưng mà các vị khách, cha cho bộ hồ làm chứng kết quả hôm nay là để thể hiện thái độ mà thôi, tránh cho sau này bị bắt bẻ. Chuyện của nhà họ Tần chúng ta vẫn nên đóng cửa tự mình giải quyết. Cái gì? Làm mất bí tịch? À dĩ nhiên là không làm mất. Chỉ là 3 năm trước chúng tôi về Vân Châu tế bái tổ tiên,
Đây là một số bí bảo của gia tộc Trấn Thạch, bí tịch vừa hay nằm ở trong đó. Hôm nay đã phái người lấy về, 3 ngày sau có thể kiểm tra. Cần dự duyên, ông công chúa tôi là đồ ngốc à? 3 ngày đủ để các ông ăn tươi nuốt sống tân nhược rồi. Một điện tử, cô có thể coi thường tôi nhưng cô không được sỉ nhục nhà họ Tần tôi. Nếu như tú lão tổ đã lên tiếng thì dĩ nhiên cho tôi phải kiểm tra huyết thất của Tần Nhược, sao có thể hành hung cậu ta. 3 ngày vừa hay có thể để cho Tần Nhược an dưỡng nghỉ ngơi, đến lúc đó thì nhất định sẽ để cho mọi người một câu trả lời. Nếu là tôi đây thì đều nghe lời người ấy. Tôi đầu hơn 20 năm không để ý thêm 3 ngày nữa. Dù gì nếu như 3 ngày sau còn chưa có biết tịch tới thì có biết hậu quả rồi đấy. À, dù gì không dám, xin lão tổ yên tâm. Vậy mấy ngày này Tần Nhược dưỡng thương ở nhà họ Lâm chúng tôi đi. Tuy nhà họ Lâm là gia tộc hàng hai nhưng vẫn nuôi nổi một người thì đối không được. Dù sao thì Tần Nhược cũng là con cháu của nhà họ Tần tôi, nó nói lại chúng tôi tiếp đãi. Người lão, người ở đây ai mà không biết mặt mũi nhà họ Tần các ông. Muốn để Tần Nhược có lợi thì ông cô chúng tôi là kiện ngốc à? Phải, nhà họ Tần đừng có khinh người quá đáng. Tôi ở lại, nếu là con cháu nhà họ Tần dĩ nhiên phải ở lại nhà của mình. Dù sao thì gia nghiệp này cũng có phần của tôi. À đúng không chú Hai? À đúng, đúng vậy. À, đầu óc tên này chắc là bị lừa đá rồi. Tốt, gan dạ lắm, không hổ là người của nhà họ Tần ta. Giải tán thôi, mọi người đi thông thả. Tần Nhược, phải sáng suốt vào, bộ họ nhất định là không ghi tốt. Tôi tự có tính toán, bảo trọng. Sì đi à, lấy ra huynh phải ở lại bảo vệ đệ. Nhưng mà huynh còn có việc quan trọng hơn phải về. Sì huynh à, cứ đi làm việc của mình đi, bọn họ không dám làm gì đệ đâu. Nếu như bọn họ dám làm chuyện gì hèn hạ với đệ, huynh sẽ dẫn sư phụ đến xử lý nhà họ Tần. Đi nhé. Mệt biến gì là. Vậy 3 ngày sau em lại đến tìm anh. Không còn 3 ngày, ngày mai anh đến nhà em. Nhà họ Tần, cậu tạm thời ở đây đi. Không biết tại sao căn phòng này cho tôi cảm giác rất thân thuộc. Chủ nhân trước đây của căn phòng này là anh cả của tôi, cũng là cha của cậu, Tần Vô Vi. Vậy sao? Đây là nơi mà cha tôi đã lớn lên. Ồ, vậy mà để cho hắn ở trong này. Lão tổ đã ra lệnh cho Tần Nhược vào ở. Bên này là thượng phẩm huyền nghi đàn, có thể nâng cao nội lực của cậu, coi như là tôi tặng, không cần trả lại. Chìm ra, cậu cũng hào phóng thật đi, cảm ơn. Việc nào ra vì đó, có một chuyện tôi muốn nói trước với cậu. Đừng có nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện của Phi Huyền. Tôi cũng vậy. Thì dạ, thương phóng huyền huyền đàn trồng quý như vậy, sao ngài lại cho cái thằng đó? Mày thì hiểu cái quái gì? Còn nói lung tung nữa thì tao xét cái miệng của mày. Vừa hay tao đang bực bội đây, muốn chết thì cứ mở miệng. À, xin lỗi thiếu gia. Phòng nhi, con lên đi. Đưa hết cho hắn rồi à? Dạ. Mấy ngày này nhiệt tình với hắn một chút, đưa hết linh đan dịu dược qua, xây dựng mối quan hệ tốt. Tại sao? Rõ ràng là hắn là xem cái này thì hiểu ngay thôi. Sao cha lại lấy bí tịch ra, lớn như bị nhóm người chú tự nhìn thấy. Uống cho còn là người từng luyện cấu chuyển về thợ quyết. Con mở ra xem kia đi, đây là quyển mà con đã luyện ư? Sao con nhớ sai được? Đây rõ ràng là sao bên trong cha đã mời thầy làm đồ giả rồi dứt làm ra đi. Ngoài trừ thay đổi những chỗ quan trọng thì tâm pháp cậu biết con lại đều giống nhau. Cho dù là lão tổ đích thân xem thì cũng không đọc từng câu từng chữ, tuyệt đối không thể nào phát hiện ra. Đây chính là nghi nhận mà cha muốn con xây dựng quan hệ tốt vì hắn. Nhà họ Tần, nơi cực quan trọng của nhà họ Tần, người tự tiến vào thì chết. Thấy cảnh cáo trước cửa rồi chưa? Ám khí gì vậy? Đùa? Vừa mới quay về đã có kẻ thù đến lấy mạng của tôi rồi sao?
Đáng tiếc là tôi còn chưa sống đủ, chỉ đành tiễn hai người lên đường trước vậy. Là tôi đường tị là bọn tôi biết là hai người từ lâu rồi. Bằng không lúc nãy vừa vào sân đã khiến cho hai người đầu một nơi thân một ngã rồi. Giờ đi. Đêm hồn tiên tôi có chuyện gì? Lão tổ hàng năm bế quan, hôm qua niệm tình quấy rầy lão tổ thành tụ, thực sự là bị buộc phải làm vậy. Trong lòng bất rất khó chịu, hôm nay đến ta lỗi với lão tổ. Trong cả thượng kình, ai mà không biết cô là người có lá gan lớn nhất chưa? Nếu như thực sự đến ta tội, thì sao cô lại dẫn con gái theo? Nên chủ động nhận lỗi tùy lòng mới phải. Mẹ ơi, cô nói rồi, diễn kịch cũng nên diễn tao một chút. Con báo mẹ đem vài cái cọng gì gai lên người, mẹ lại chê xấu, không muốn đeo. Không hôn là lão tổ, ý đồ của tụi bị ngài nhìn ra trong nháy mắt rồi. Được rồi, nói đi, hôm nay hai người đến đây là vì Tần Nhược có đúng không? Chắc hẳn là lão tổ đã xác nhận được thân phận của Tần Nhược. Cậu ta rất giống với lúc Vô Vi còn trẻ, còn hình xăm trên người cậu ta thì không thể giả được. Vì nên việc liên quan tới việc kia rồi, năm đó Tần Mùa Duyên và mấy vị trưởng lão phụ trách xử lý việc này thì bây giờ xem ra có chút khả nghi. Lão tổ không muốn điều tra rõ sao? Trong tình huống hiện tại thì Tần Nhật hoàn toàn không biết gì về tình huống của cha mình. Ngược lại, Bách Biến Diêm Vượt Trung Đại đã dùng lại biết vài thứ. Hắn còn là người của Tây Thục Kiên phải. Lão tổ có muốn tụi thay ngài đến tỉnh truyền tầy để điều tra rõ không? Nó đã như thế thì phải phiền cô đi một chuyến rồi. Tôi nhất định phải biết vụ vì mà tổ quy minh nhất đã chết như thế nào. Nhà họ Hạ, thiếu gia, đi thông thả. Đừng lo lắng, tôi không đến để đánh nhau. Tần nhớ cậu hốn. Phải, cậu ta ở ngoài cửa, làm sao đây? Làm sao cái gì chứ? Cậu ta đã là hại và họ hại của chúng ta, không ngẩng đầu được ở đất kinh. Cũng không đến lượt cậu ta đến cầu hồn đuổi đi. Cậu ta có thể yên lặng tiếp cận cô, hơn nữa dễ dàng tràn chiêu của cô. E rằng không ai đuổi được cậu ta đi nữa. Cô, cái đồ vô dụng. Hay là cho vợ gặp mặt đi, dù sao thì Phi Huyền cũng thích cậu ta. Nhà họ hại chúng ta sớm muộn gì cũng bị cậu ta hại chết. Cho vợ phòng thay đồ, dẫn cậu ta vào phòng khách đi. Vâng. Gọi các em gái của con tới. Dương. Đó là hiện vật của lịch sử 300 năm. Sợ hư thì cậu đừng không nổi đầu. Tần Nhược, cô to gan lắm, phá hỏng hôn lễ của con gái tôi, còn dám trơ mặt đến đây cầu hôn. Xin lỗi chú Hạ, cháu và Phi Huyền thật lòng yêu nhau cho nên mới... Tần Nhược, sao anh lại đến đây? Sao anh đến mà không thông báo cho em một tiếng nào vậy? Anh đến tìm chờ em, tại sao phải nói với em chứ? Thằng ranh cũng đấy đó. Được rồi Phi Huyền, con về phòng đi. Cho có lời vài lời muốn nói với Tần Nhược, con đi ra. Nếu con không đi, con muốn ở đây nghe. Phi Huyền đừng có đùa nữa, nghe xem cha em nói cái gì, muốn nói trước đi. Cha nói đi, con cũng muốn nghe. Chưa ly chồng đã nghĩ cho người ngoài rồi, đúng là con gái lớn không thể giữ mãi ở trong nhà mà. Tần Nhược, nếu cậu đến đây cầu hôn con gái tôi, vậy thì tôi hỏi cậu có biết tình huống của gia tộc Hạ Thị không? Nhà họ Hạ là một trong 10 thế gia cổ võ nổi tiếng ở Thượng Kinh, ai cũng biết vì này. Ai cũng biết. Vậy cậu có biết nhà họ Hạ tôi tổng cộng là có bao nhiêu người, bao nhiêu công ty của họ Hạ, có bao nhiêu quan hệ, bao nhiêu thế gia, bao nhiêu thế lực ngầm không? Lại còn có bao nhiêu công pháp tuyệt học, cất giữ bao nhiêu vũ khí đang dược trần quý, mỗi năm thu thập bao nhiêu là 100 triệu tệ, cậu có biết hay không? Ý chú nói là cháu không xứng với Phi Huyền. Chà, cố ý làm khó người ta, sao nấy lại biết nhiều như vậy được? Vốn dĩ là Phi Huyền lấy Tần Phong, hai nhà Hạ Tần Hạ kết Tần với nhau thì thanh thế của nhà họ Hạ có thể nâng cao lên một bước. Nhưng vì cậu mà mọi chuyện lại đổ vỡ, cậu có hiểu hay không? À đây cái như vậy mà cha, tuy nhà họ Hạ chúng ta không so được với nhà họ Tần, nhưng mà không đến nỗi phải dùng hôn sự của em gái đi đổi. Chẳng lẽ cha không hy vọng em ấy được hạnh phúc hay sao? Còn thì hiểu cái gì? Phi Huyền là con gái con của tôi,
Nếu như hai người thật lòng yêu nhau, sao tôi có thể ngăn cấm hai người đi đến bước đi vì gia thứ chứ? Tần Nhược, tôi hỏi cậu một câu nữa. Nếu như vì có chuyện, cậu sẽ làm gì? Không đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Phi Huyền có chuyện. Chứ giờ cháu phải trả giá bằng mạng sống đi nữa. Mày lắm. Dấu cuộc cậu có phải là người của nhà họ Tần hay không còn chưa chứng minh được. Nếu như không phải lão tổ nhà họ Tần đã đối trước mặt mọi người thì nhất định sẽ tự tay giết cậu. Chẳng lẽ cậu tưởng là cậu có thể đánh được lại lão tổ nhà họ Tần ư? Cho dù là con cháu nhà họ Tần, cậu thấm thấy cậu có thể đấu lại được với Tần Vô Diện và Tần Phong à? Tôi có thể yên tâm để cho Phi Huyền sống những ngày tháng không lo sợ với cậu hay sao? Chà, đừng có như vậy. Cháu hiểu ý chú rồi. Anh ngốc quá, sao lại thờ độc chứ? Nhà họ Tần thì là thế gia to lớn, mà nhà họ Hà chúng em cũng phải kiên kỳ. Anh lại muốn trong vòng 3 năm. 3 năm là đủ rồi. Yên tâm đi, anh có tính toán của mình. Tôi làm tốt lắm. Ít nhất thì biết gánh vác hơn là Tần Phong. Tần Nhược, tôi đợi ngày cậu làm em rửa tụi đấy. Chà. Tốt, không hổ là con trai của Tần Vô Vi. Nếu như cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ chờ xem. Chà, cháu hụt chết con rồi. Tôi có thể cam kết vào lúc cần thiết thì nhà họ Hà chúng tôi có thể giúp đỡ cậu. Nhưng mà tiền đề là không tổn hại gì tới nhà họ Hà. Cảm ơn chú Hà. 3 ngày sau tại nhà họ Tần. Đến đông đủ hết rồi, đừng chưa? Lão tổ nó không khỏe nên không tới, bảo chúng ta làm như thường lệ. Được, Tần Nhược cậu tiến lên. Đây là sách chiến tỳ của cổ chuyển Diệt Thời Quyết. Họ là con cháu của nhà họ Tần đều có thể học được. Tên hiến của cậu đặc thù. Nếu như lão tổ đã mở lời thì tôi sẽ vào tuyệt học của nhà họ Tần của chúng tôi. Chớ cậu, cậu tự giải quyết cho tốt. Vốn tưởng rằng hôm đó có thể kiểm tra thân phận, nhưng mà nền móng của cậu quá kém, ít nhất phải tu luyện 1 tháng mới được. Chúng tôi đã gửi thư đến các gia tộc lớn, kéo dài kỳ hạn từ 3 ngày sang 1 tháng. Cậu đừng có sơ suất đấy. Cô lệnh, tôi sẽ đưa nhiều linh đan diệu dược đến chơi giúp cậu. Nhớ uống huyền đàn mà mấy ngày trước tôi cho cậu, tin đối có tác dụng đấy. Cảm ơn. Vậy thì tốt, nghi thức dạy quyết đến đây là kết thúc. Mau về luyện công đi. Cỡ chiến dực thơ quyết, vật nãy đại thành. Nhất chuyện chớ nghị tâm sự, nhi chuyển tường hỏa tiên địa, tam chuyển thay đổi sừng thủ. Không hổ là tuyệt học của nhà họ Tần, đúng là hiền diệu. Alo, ai vậy? Cậu còn sống chưa? Đế kình quán cơm vương phụ. Cậu hào phóng từ đấy, vậy mà mời chúng tôi ăn cơm ở quán vương phụ. Không biết là có thể đặt cái món của đầu bếp cao cấp hay không. Chỉ cần không chiêu đãi đặc biệt thì vẫn có thể đặt cược được. Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn các anh vì đã quan tâm giúp đỡ. Vừa lúc hôm nay có thời gian mời mọi người tới đây ăn cơm đã tỏ lòng cảm ơn. Tôi không muốn ăn cơm của cậu đâu. Chỉ là nghe nói nhà họ Tần lùi lại nghỉ hiện từ 3 ngày sang từ 1 tháng. Sợ cậu chi thiệt mến đến gọi điện hỏi thăm thôi. À, đừng giải thích nữa, anh có ý gì đó hả? Ai mà không biết ý đồ của anh chứ. Anh vừa bớt giận, tôi về gọi điện cho người quản lý của cô ta. Tiêu Nhược Lâm chỉ là một cách sĩ thôi, tôi không tin là cô ta có bằng lĩnh lớn như vậy đâu. Anh cứ để đi, trong vòng 3 ngày tôi sẽ đưa lên giường cho anh. Khôn kiếp, nghĩ đến Tần Nhược đó là muốn nổi điên à? Lần trước còn chưa tính sổ về hắn ở lôi đại chiến của địa tổ. Nếu như gặp lại hắn, xem tôi sẽ làm sao. Tần Nhược, à xem anh làm gì. Như khuê, có bằng lĩnh thì đến một trận với chúng tôi đi. Nói xuống là người khác thì đàn bà có nghĩa lý gì chứ. Đề ca, hắn là cái thằng vô dụng là sợ có lá gà đó chứ. Ê, là chơi gái nhiều quá, nhũng hết cái chân rồi à. Anh là mà chúng tôi uống nhiều nên đi tiện oán trách vài cậu, anh đừng có đỡ bụng. Oán trách vài cậu, dưa khuê, là như vậy sao? Tần Nhược,
Tao biết mày lợi hại, nhưng mà đoán chừng mày không ngờ tao đã đợi ngày nay từ lâu. Sao hả? Anh quên mấy ngày trước bị tôi dạy dỗ thế nào rồi. Tên này đúng là chẳng nhớ đồ gì cả. Tôi còn tưởng là mày sẽ mãi ở trong nhà họ Tần không chịu xuất hiện chứ. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải mày. Hôm nay tao sẽ khiến cho mày chết thảm. Thượng phẩm ô kim đan. Diêu Khê, cậu muốn chết à? Tu vi như cậu làm sao sử dụng được thượng phẩm ô kim đan? Sức mạnh, sức mạnh. Chỉ cần có thể giết chết mày thì tao chẳng sợ gì cả. Cho dù hôm nay tu vi mất hết thì tao cũng phải đập chết mày. Lần này phiền phức rồi. Đây, trên lầu đang sửa chữa. Không ạ, giám đốc đã lên kiểm tra, xin ngài cứ yên tâm dùng bữa. Trên lầu đang làm cái gì vậy? Không biết là khách đến ăn đều là khách quý sao? Không biết tại sao không liên lạc được với người có phục vụ ở trong phòng. Đúng là một lũ vô dụng. Phạt bộ họ quyết dọn nhà vừa. Ý cái đi rồi, đi rồi. Ô kim đang có thể giúp tầng tù vì lên gấp 3 cấp lớn trong nhị mắt, là đang vừa tốt nhất để bảo mệnh với địch. Nhưng mà sau khi hiệu quả qua đi thì tu vi tụt thẳng xuống khí kình, phải tu luyện lại từ đầu. Rõ ràng là vừa không muốn đồng quý vô tận với chúng ta. Các anh mau đi chạy đi. Hắn chỉ là muốn giết một mình tôi, để tôi ngăn cả hắn lại được rồi. Các anh mau rời khỏi đây đi. Cái gì? Hỏi tôi nhớ. Chết tiệt, xương cốt gãy hết rồi. Tần Nhật, bây giờ mày biết sự lợi hại của tao chưa? Lâm Viêm, anh không sao chứ? Họ Lâm kìa, vì đến nước này thì tôi khuyên anh đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Muốn chết thì cùng lên đi, tôi không để ý với thêm vài người nữa đâu. Hắn nói đúng, sức mạnh hiện tại của hắn rất là khủng khiếp. Cho dù chúng ta cùng lên thì cũng không có vận thắng. Chết tiệt, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Tần Dược bị đánh chết ư? Đồ ngu. Bây giờ không ai có thể cứu mày rồi. Mày chết đi. Ngón xà triều nhiễm. Mày muốn chạy đi đâu? Ôi làm sao đây giám đốc à, báo cảnh sát tôi. Báo cảnh sát có tác dụng hay không chứ? Toàn là siêu nhân đánh nhau kia kìa. Vì mà lại đánh vào chứng. Chạy đi, tao không vội giết mày đâu. Như vậy thì chán lắm. Tao sẽ từ từ chậm rãi để giết chết mày. Làm sao đây, có nên liều mạng không? Dù sao thì hắn còn chỉ có một mình. Tôi không tin là mấy người chúng ta không đối phó được. Từ từ thôi, cẩn thận một chút. Rút cho hắn kiệt sức chết luôn. Chúng ta yếu hơn hắn quá nhiều. Sự chênh lệch và cảnh giới không phải là thứ con người có thể xoay chuyển được. Tên này bị uống thuốc mà chúng ta lại không biết ư? Đây là thuyết thuốc tôi đã tu luyện và mang theo để bảo mệnh. Không mà như lô kim đa, nhưng cũng có thể tăng lên một cấp. Vừa khéo có 3 viên, mỗi người một viên. Không phải mày kiêu ngạo lắm hay sao? Bây giờ chỉ biết cái chảy. Tao liệu với mày bá quyền thức thứ 5, bá thiên liệt địa, ngân xà triều nhiễu. Dạ. Tình khốn dư khờ kia, đột nhiên nó lộn xí chút nữa thì đánh chết mình rồi. Lời hài đấy, uống có một viên thuốc mà lại đánh một đánh bà không hờ hấn gì. Tôi nhớ đâu, tìm thấy rồi. Thằng đành, hôm nay mày đã rơi vào tay của tao, vậy thì đừng có trách tao không gạch sáo. Nhi Thành, mày mà dám chạm vào một sợi tóc của Tần Nhược, tao xé xác mày. Lo cho bản thân mình trước đi. Tần khốn Long Viêm, tao đã đợi thời khắc đi lâu lắm rồi. Tao tiến mày lên Tây Thiên đi. Đồ ngu. Một lũ rác rưởi, để xem lần này bọn mày kiêu căng như thế nào. Nhưng mà đồ vô dụng, cho mày cơ hội mà cũng không nắm bắt được. Hắn bị tao đánh cho hấp hối rồi, sợ cái gì? Nhưng mà hắn
Hắn là ma quỷ. Khí tức mà Tần Nhật tốt lên là may mà tình kịp, sống chút nữa thì bị cái tình kia đánh lén thành công rồi. Mình chỉ nhìn hắn có một cái thôi, tên này làm sao thế? Thôi, kề hắn. Ngón ngón quỳ xuống chịu chết, không tốt vì sao? Con đứng dậy chứ? Đầu tiên thì giải quyết cái tên này mới được. Con sớm mà. Mày tưởng chỉ có mình mày mới có thần dược à? Tần Phong, con đừng có khiến tôi thất vọng. Đây là cực phẩm huyền nghiền đan. Chỉ còn tao uống vào thì có thể hồi phục đại phần lớn chân khí trong nhị mắt. Đến với mày thêm 300 hiệp thì cũng không. Có huyền nghiền đan, tao còn sợ gì ô kim đang phản phệ nữa. Tần Nhược, cảm ơn mày nhé. Trở tiệt vừa qua, mày không có võ đức gì cả. Hết rồi, hết tật rồi. Cảm ơn nhé, Tần Nhược. Mày đã giúp tao nhiều như vậy, tao chỉ đánh tiếng mày lên đường thôi. Không cần phải cảm ơn tao đâu. Nên cảm ơn Tần Phong mới đúng. Dù sao thì thuốc này cũng là hắn đưa cho tao. Tần Phong, sao Tần Phong lại... Hắn coi mày là kẻ thù không đội trời chung mới đúng. Sao lại có thể đưa cực phẩm huyền nguyên đan cho mày? Ai không biết, hắn nói đây là cực phẩm huyền nguyên đan. Còn trong đó rút cuộc chất cái gì thì... Chỉ có uống vào thì mới biết được. Mày nói xem có đúng không? Mày dám gạt tao, tao phải đập... Xem ra bên trong không phải là huyền nguyên đan rồi.